chào tất cả mọi người của Bình Kim. Dạ, hai, xin chào tất cả mọi người. Wow. Đó, có bà hai cho luôn nè. Dạ. Thì hôm nay bác gái giới thiệu mình ăn món gì ta? Hôm nay mình đi Chinatown Dạ. Đi lên Chinatown thấy cái con ốc này còn sống. Dạ. Rồi sẵn đó cái mua về hấp xả gừng. Hấp xả gừng chấm với lại nước mắm. Mắm gừng. Wow, nước mắm quá dữ luôn. Quá ngon luôn. Mắm thì xin chào tất cả mọi người. Nếu mà mọi người chưa biết Ngọc là ai thì Ngọc có một cái kênh YouTube là Hồi Giờ Family Cuộc Sống Mỹ. Thì đây là thím của Ngọc. Thì thím thì bác chú với thím giờ biết sao không? Thím ở nhà đó thì cũng nấu ăn đều làm cho vui. Nên thím muốn làm một cái kênh nấu ăn để chia sẻ những cái món ngon của chú thím cho tất cả mọi người, giống như cuộc sống của vợ chồng ở bên Mỹ nè. Thì mình xin mọi người đăng ký kênh, ủng hộ cái kênh chú thím của Ngọc nha. Rồi, thôi bây giờ thì cảm ơn mọi người, cảm ơn cả gia đình. Rồi, bây giờ thì mình thưởng thức ốc hương. Các bạn, đây là ốc hương mua bên Mỹ nha các bạn. Rồi, bác gái, ăn bác gái. Ăn bà hai. Cảm ơn cô. Rồi, nếu mà mọi người chưa biết á, thì thím với lại bà hai á, là hai dì cháu ruột nha mọi người. Ruột á. Ruột luôn á. Ruột luôn á. Bánh te đó. Bánh te đó. Tím là thích ăn ốc hương lắm nè. Về Việt Nam lúc nào ốc hương. Dạ. Chắc là chịu thua quá. Gỡ cái mày à, thấy chịu thua rồi. Ngon. Bà hai gỡ mày ra xong rồi ngồi lên cầm ốc luôn không ăn. Ngon lắm, má ăn đi. Ăn thử đi. Má ăn thử đi. Gác thôi không được thì thôi. Hả? Giòn ngon lắm. Ngon rượu vô lắm nè. Ngon. Ngon ha. Dạ. Mà nước mắm của thím làm là ngon hơn nữa. Bà hai giờ bỏ cuộc ăn ốc hương của bà ơi. Thím là bữa giờ thím đi làm mấy chợ Việt Nam thím thấy bán ốc hương chưa? Chưa bao giờ thấy. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên thấy đúng không hả? Lần đầu tiên. Thím Ngọc á là ở Chicago được cỡ mấy năm rồi thím à? Lâu lắm rồi, cũng 18, 19 năm. Wow, 18, 19 năm hả? Mà lần đầu tiên mới thấy á. Hồi nãy á là bò ốc hương này bán khoảng 100 ngàn nửa ký. Chưa tới nửa ký không? Chưa, thì 450 gram á. Ừ. Đó. 12 pha hả? 2 pha là được. Đó. 900 gram. Thím cháu nhà đi chợ. Chú đi làm chưa về. Thím Ngọc thì cũng mới làm YouTube nên cũng còn cũng cả cũng còn lận cận em... nên có gì mọi người biết sao biết ai cũng vậy, ai mới làm YouTube thì cũng lận cộng lận cộng lắm. Ngày xưa Ngọc cũng vậy, cũng có những lúc mở đầu thì sau này sẽ tiến bộ hơn. Ê cái gì đó, siêu quậy tí hon cũng muốn lên đây không hả? Siêu quậy ăn ốc không? Quậy ơi! Ngon quá hả? Ngon. Giòn ngon. Trời có ai biết ở trên đất Mỹ người ta ngồi được ăn được ốc hương. Trời giống tưởng đang ngồi ngoài biển Vũng ngon, Tàu nhá. Ốc hương nhưng mà còn sống bò luôn mới hay á chứ. Yeah. Baby bring the baby here. Nếu mà đông đá thì mình không nói rồi. Cục vàng ngoại đâu hả? Trời. Cục vàng ngoại đâu ta? Cục vàng đâu ta? Lấy quả bông kìa, nó quả bông kìa. Lấy bông không? Lại ngoài bông kia. Bông ngoài bông kia. Chả bộ dai đi nhá. Đây nè, cục vàng lại ngoài bông nè. Này lại ngồi ngoài nè. Em biết. Đây là ngồi ngoài. Dạ anh biết, là em biết. Đó, cục vàng ngồi ngoài. Ăn miếng đi. Ăn không? Ăn miếng không? Con ạ mẹ đi. Ạ mầm mầm. Ờ, thấy chưa? Giỏi quá. Ăn sao? Con ốc ra ăn sao? Đứt miệng nha con, đứt miệng á. Không ăn được. Đứt không? Đứt á. Để lấy ra anh nha. Để lấy ra hả? Rồi, phải lấy ra con. Để lấy ra cho con, lấy cho con thử nha. Ok, baby. You want me to post it? Yes, please. Pick a nice one. Ok, nếu ngoài bỏ đi con. Đứt tay, bỏ. Cho ngoài đi, cho ngoài. Nè, cho này nè, cho con này nè.
Không, con bỏ cái này đi. Đó, giỏi quá. À mãi chứ. Mâm thử coi, mâm thử coi được không? À mâm mâm đây. Ủa, rồi ăn ốc kìa, có bãi ăn ốc kìa. Trời đất ơi. Ăn ốc đây. Trời ơi, có ăn kìa. À, à, cô chú có thấy bà ngoại với Chay nhìn hơi hơi giống nhau không ta? Tại vì Chay là Mỹ Lai, còn bà ngoại cũng là Mỹ Lai luôn nha cô chú nha. Nếu mà không ai nói, không nói không biết mọi người có nhận ra không? Đó, ngoại với Chay là cùng Mỹ Lai giống nhau đó. Mỹ Lai đó. Nên ngoại với Chay có một cái sự gắn bó thân thiết. Nhâm nhâm không? Ngon không? Có ăn ngon không? Ngon không? Cắn cái đứt thôi. Cắn đứt mềm. Cắn được cái đứt rồi hả ta? Cắn được cái đứt rồi. Ngon không? Ôi trời, ăn nhả mẹ. Nhả mẹ. Nhả mẹ. Nhả mẹ không? Cắn được không? Chứ xì à? Không muốn nhả. Muốn ăn luôn. Cái nào ngon là không bao giờ nhả. Ờ à, hay chứ. Mà nó khôn lắm. Đồ ăn của mèo mình đều hả, nó hả. Hả nó ăn. Thôi cái này bà ngoại ăn chết. Ngon quá. Ngon quá. Nhâm ngon quá. Người ta mua biết chỗ này rồi, mà mốt có thèm ở lại mua ăn. Đúng rồi đó. Mà lần trước có đi nhưng mà đâu có thấy. Nãy mua 2 pound là đúng, tại bà hai đâu ăn đâu. Nó lắm mà ăn thử à. Có chú nhà chú thích lắm à. À. Chú thích lắm. Vậy mốt muốn là chú Nhâm Nhi về chơi bia. Rồi mày mà chú không thích lắm. Con nhỏ ăn thử coi. À. Mâm mâm. Mâm mâm ha. Mâm mâm úp. Mâm mâm ơi. Mâm mâm. Quá chín rồi. Mâm mâm. Quá chín không? Mâm mâm con. Không, nãy giờ mình để tới lâu quá. Bà cố coi nè, bà cố sợ chưa cố ơi. Ôi. Đủ rồi nha con. Vậy được rồi. Nha. Bà cố la kìa, cố nói thôi, đừng nha, đừng nha. Cố nói đừng nha. Thôi hai con thôi. Ôi. Bán lạnh ra đá bào luôn không ba coi. Ừ. Con muốn làm đá bào luôn. Khỏe chưa? Coi kìa, con mặt kìa. Có mặt kìa. Trời ơi, con nhai kìa. Hai bà cháu nhai. Rồi. Ngon ghê không? Ngon. Con ơi, coi chừng nước nấm nó bốc một con ơi. Ngon, trời ơi, xin nữa bà ngoại bà cố. Không, con đủ rồi, con xe ba con. Đủ rồi. Ăn cái khác đi. Ăn cái khác đi nha. Ăn cái khác đi con. Mình ăn ốc rồi sao cho ăn khác được. Rồi. Không có lỗi mà không có lỗi tại tôi nha. Ai? Mấy người tối nay nó có đau bụng thì cũng đáng chịu đó. Dạ, có nghe đau bụng thì mở cửa ra cho khóc cho bà cố dậy chơi vậy hả? Sao? Nè, sao? Khoan há miệng bự hả? Bự hơn, há bự hơn rồi ăn cháo nữa mới biết cô chú. Đặng Nguyên. Ô, dạ. À, ý là chơi. Trời ơi, coi nó cắn à. Cắn miếng bự lắm á. Nó nhai hay lắm á. Nhai bự. Chay giỏi mà có rồi. Chay giỏi không có rồi. Chay giỏi không có. Chay giỏi không có nhiều hả con? Xuống hả? Xuống hả? Xuống không? Xuống rồi đó. Xuống rồi đó. Chán rồi đó. Chán rồi đó. Ngồi ăn miếng đi mà. Ngồi ăn miếng với ngoại. Cô ù qua ngoại cái mẹ coi coi. Ù qua đi. Ù qua. Ù qua kiếm mẹ coi. Ù qua. Bisu. Đi xưa đi, đi xưa. Nè ngoại cứu miếng này ngoại. Không, em ngủ không được. Không, tí tí à. Ồ, cái gì. Nèm nhẹp. Rảnh. Rảnh á. Nữa không? Đó. Nữa, con nói ạ à, sao? Ạ à, đi. Ạ à, mâm mâm. Ạ à, mâm mâm. Bè ở đây có cà phê này. Trời ơi, lạnh quá đi, lạnh răng, lạnh rồi út à. Thôi nha. Thôi nha con ha, thôi đi. Kỳ quá. Ờ, con miếng đá nè. Đó, ạ à, mâm mâm á, con miếng đá nha. Ạ à, mâm mâm. Ngon không? Ngon quá mà. Hả? Nói đi, nói ngon quá mà.
Ba gái ăn tiếp đi ba gái. Ăn chứ. Quá chừng mà. Ủa sao đây? Ủa trời ơi con móc từ trong đây lụm ra, quên nữa. Định nói sao đây không có. Xì bởi. Không có ruột á. Rồi con tính nói ủa sao ốc con này không có ruột nữa chứ. Quá chín tại mình bưng xuống lâu quá. Dạ, mà cái nồi đó nó nóng lắm á. Ruột này lẻ quá ha. Này lẻ. Chưa được 5 phút. Con ngoại kìa, con ngoại xỉa xỉa ốc ra nè. Xỉa ốc nè. Thì cho nó xuống đi. Xỉa ốc nè, xỉa ốc nè. Ăn cho ăn. Xỉa ốc nè. Ngon quá. Hả? Cái con ốc này có cái nó có hậu nhẫn nhẫn. Ha. Ngậu ốc. Ốc ốc đắng á. Má ăn được tại nó mềm. Ốc đắng là ốc đắng là mềm hả? Ốc đang thùi á. Xí 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 à. Ừ. Ốc xíu này nè mà nó mềm. Cái nó nhỏ, nhỏ nó nhỏ. Con muốn nữa hả? Con muốn nữa hả? Ok. Dạ chút. Cái này là nó bị chờ cái chút. Này nè. Chờ chút nha. Cắn nhỏ thôi nha, cắn xí thôi. Cắn xí thôi nè. Giữa cắn xí thôi. Ừ. Giỏi chứ bộ biểu cắn xí. Không, nó ăn xí cần xí nha bác ơi. Có á, có thiệt á. Giỏi á. Nó cho ngoại đi, cho ngoại. Cho ngoại ngoại ăn nha. Thôi xong chưa? Ngon quá. Thôi. Thôi hôm nay mình tới đây là xin chào các bạn ha. Kết thúc video ở đây. Tại vì có ăn có ốc thôi. Thành ra nếu mà các bạn có thích thì xin ủng hộ kênh Bình Kim Chicago. Xin cảm ơn nhiều. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ủng hộ với kênh YouTube của Bình Kim Cuộc Sống Mỹ ở Chicago nha. Bye bye. Chị Trang bye bye cô chú đi Trang. Bye. Ủa, thấy chưa? Chuyên nghiệp chưa? Chuyên nghiệp luôn á, chuyên nghiệp.